Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Bát Mạch Phong Thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và hôm nay, một vị khách mời vô cùng đặc biệt, một vị khách mời vô cùng quen thuộc với quý vị, đó chính là Phong Thủy Sư Tâm Nguyên. Xin chào. Dạ, em chào thầy ạ. Thì đây là lần thứ hai thầy tham gia chương trình Bát Mạch Phong Thủy. Thì cái số đầu tiên đã được rất nhiều khán giả quan tâm ạ. Hôm trước thì mình có nói về phong thủy ở nhà mặt đất. Thì có rất nhiều khán giả ở căn nhà chung cư cũng rất là có nhiều câu hỏi, thắc mắc muốn hỏi đặt cho thầy ạ. Thầy ơi, thì ở phong thủy nhà chung cư ấy ạ, thì cái điều gì là quan trọng nhất ạ? Khi mà xét đến cái phong thủy của nhà chung cư thế này, căn hộ chung cư đó là chúng ta cần phải khái niệm đầu tiên là khái niệm về cục. Cục tức là một cái không gian được giới hạn bởi các bức tường và có một điểm vào thì gọi là một cục. Thì mỗi một cái phòng trong căn hộ chung cư là một tiểu cục, rồi mỗi căn hộ chung cư nó lại là một cái chung cục. Nhưng mà khi mà xét đến cả cái tòa chung cư thì người ta lại không xét làm một cục nữa vì nó bị thủng do cái vị trí của thang máy và vị trí của thang bộ. Cho nên thành ra là, và người ta coi cái giao thông trục đứng, tức là cái vị trí của cái thang máy đi lên, vị trí của thang bộ đi xuống, thì người ta gọi cái đấy là thủy khẩu. Cho nên thành ra là đối với căn hộ chung cư, cái điều quan trọng nhất là cái vị trí của căn hộ trong tòa nhà để xem là nó có đắc không. Sau đó yếu tố thứ hai, vì rằng là chung cư thì cái thiết kế của căn hộ chung cư ấy, thì là nó thiết kế theo trục, tức là các nhà vệ sinh nó phải thẳng trục, các phòng ngủ phải thẳng trục, các phòng khách nó thẳng trục trong một cái trục căn hộ. Cho nên thành ra là chúng ta cần phải lựa chọn cái căn hộ chung cư bằng cách là lựa chọn vị trí căn hộ trong tòa nhà. Thứ hai nữa là chúng ta lựa chọn cái bố cục của căn hộ chung cư, vì cơ bản là căn hộ chung cư không sửa được. Cho nên ra là có những trường hợp mà trong một cái chung cục, tức là trong cái bố cục đó, thì cái vệ sinh nó lại đặt vào bản mệnh, đặt phương càn hay đặt vào những cái chỗ nó không có tốt cho phong thủy đối với cả cái người cư trú tại đó. Tôi không nói là đối với căn hộ chung cư thì người ta không thể nói là bền vững được. Mà bởi vì chúng ta biết là tuổi thọ của bê tông nó chỉ rơi vào khoảng tầm từ 60 đến 80 năm, tự nó phá thì bên trong nó ra. Cho nên không thể nói là kết cục bền vững được. Cái tòa nhà đấy bản thân là vật liệu xây dựng nó đã không bền vững rồi. Cho nên nha là nên chọn cái độ chung cư là người ta căn cứ chủ yếu vào cái tuổi của toàn bộ các thành viên trong gia đình là yếu tố thứ hai. Có phù hợp với cả cái bố trí công năng của căn hộ đấy hay không, vì chúng ta không sửa được cái phần nội khí. Đúng không? Yếu tố thứ ba nữa đó là cái thời điểm nhập trạch. Đúng không? Cái thời điểm nhập môn, nhập gia vào căn nhà đó. Đúng không? Để quyết định cái vận khí, người ta gọi là nạp vận cho cái căn hộ đó, thì là cái thời điểm quan trọng nhất. Như vậy thì ba yếu tố: vị trí căn hộ, thứ hai nữa là cái bố cục có phù hợp với cả các thành viên cư trú trong đấy hay không, và thứ ba là thời điểm mà chúng ta nhập trạch vào cư trú trong căn hộ, thì ba yếu tố này nó quyết định cái cắt hung và cái phong thủy của căn hộ chung cư. Dạ vâng ạ. Thầy vừa chia sẻ những cái yếu tố quyết định cắt hung của căn hộ chung cư trước khi mà chúng ta quyết định lựa chọn một căn hộ chung cư. Còn đối với những gia đình mà đã chọn căn hộ chung cư đấy rồi và đang sinh sống ở căn hộ chung cư đó, thì hiện nay có rất nhiều anh chị đặt ra những câu hỏi thắc mắc như là cửa nhà của anh chị ấy mở ra thì sẽ đối diện với cửa của thang máy, thì trong cái trường hợp này thì có phạm phải cái thế sát nào không ạ thầy? Trong phong thủy, cái trường hợp mà khi mà mở cái cửa ra mà gặp ngay một cái cửa thang máy đóng mở, đúng không ạ? Thì người ta gọi cái trường hợp sát đấy, người ta gọi là chu tước khai khẩu sát. Tức là chu tước là cái phần đằng trước, cái cửa đấy nó mở ra mở vào nó như miệng của con hổ ấy. Nó cắn vào, cắn ra. Thì những cái trường hợp đấy gọi là chu tước khai khẩu sát. Thì khi mà chu tước khai khẩu sát như thế này ấy, thì nó làm cho là cái người ở cư trú trong căn nhà là cái tài vận, cái sức khỏe hay người ta bị hoang mang hay cái tinh thần không được tốt. Thế thì khi mà xảy ra mà cái hiện tượng như vậy thì nó thường là những cái điều nó, bởi vì là có nhà hay không thì cửa thang máy nó vẫn đóng vào mở ra. Thứ nữa lại là cái thang máy lại là cái do trục đứng mà tốc độ chạy thang máy rất là nhanh, tạo ra cái trường hợp gọi là bão thủy. Nước chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống liên tục, thủy chạy lên, khí lên xuống liên xuống, nó vận hành liên tục khi thang máy chạy lên chạy xuống. Thì cái giống như cái ngôi nhà đứng trước dòng nước xiết thì nó cũng không phải là cát. Cho nên ra là những căn nhà nào mà đối diện thang máy thường trong phong thủy thì cũng không được đánh giá là những căn nhà tốt. Vâng. Vậy thầy ơi, có cách nào để hóa giải không ạ? Hay là bắt buộc là phải chuyển đi nơi khác hả thầy? Chúng ta không thể tránh khỏi cái chuyện mà trong cái bố cục của cả cái tòa chung cư mà nó có cái việc mà cái thang máy nó đứng trước cửa như vậy.
Thì thông thường thì để mà hóa giải trường hợp đấy thì người ta có hai cách thức, nguyên lý vẫn như sau. Đầu tiên người ta dùng hình, tức là trước cái căn, cái chúng ta gọi cái cửa chính của nhà chúng ta là đại môn, là cửa chính. Như vậy khoảng cách từ cửa chính và bên trong phòng khách nó có một không gian đệm, và nhà nào chung cư cũng có, người ta gọi không gian đấy là không gian huyền quan. Thì đối với những cái nhà mà đối diện với thang máy ấy, thì người ta cần phải làm huyền quan nó rộng hơn bình thường một chút để người ta bẫy khí. Và trong thời gian đấy thì trong cái phần đó người ta sẽ sử dụng một số các cái bình, cái lọ theo cái dáng hình quả hồ lô hay dáng hình bầu hay quả bầu để người ta tạo ra cái điểm tĩnh, cái điểm tĩnh để người ta làm cho khí chỗ đấy nó đứng lại. Thứ hai nữa là người ta sử dụng những cái đèn ở chỗ nó, ánh sáng nó mạnh hơn so với cả ánh sáng ở trong phòng để nó khử toàn bộ phần sát đi. Ngoài ra thì đấy là về mặt không gian. Ngoài ra thì người ta có thể sử dụng thêm một số các cái pháp khí, ví dụ như là treo ở trong huyền quan hoặc là treo bên ngoài. Vì nhiều khi anh chị treo ở bên ngoài thì cái việc mà cư dân đi lên, những người sinh sống trong cùng tầng nó cảm giác hơi bất tiện. Nhưng mà nếu như mà không thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần treo nó nằm ở bên trong huyền quan. Ví dụ như là cái cửa đây là cửa trước, bên trong nó có thêm một cái bức đệm nữa mà. Thì người ta thường là người ta hay sử dụng một cái hổ phù để mà người ta trấn cái việc đó. Một là người dùng hổ phù. Cái thứ hai người ta có thể sử dụng ở đó, nếu như không sử dụng cái hổ phù trấn ở chỗ đó thì người ta sẽ sử dụng một cái hình tượng là cái gương bắt quái gỗ đào lồi để người ta treo, để người ta trấn cho những trường hợp mà cái thang máy nó mà đối diện với cả cửa đó. Và cái việc mà sử dụng pháp khí phong thủy nó là một phần, và quan trọng nhất là phải kết hợp được cả hai yếu tố giữa cái pháp khí phong thủy, giữa cái không gian thì cái vật phẩm phong thủy nó phát huy được công hiệu. Và nên là lập huyền quan rồi đặt các cái bình hút khí ở trong đó, bình tụ khí trong đó làm không gian nó trầm lại. Và thứ hai là sử dụng pháp khí phong thủy thì có thể hóa giải được cái vật đấy. Vâng, em cảm ơn thầy ngày hôm nay đã bớt chút thời gian để tham gia và trả lời những câu hỏi, giải đáp các thắc mắc của khán giả. Hy vọng là qua buổi ngày hôm nay thì quý vị đã biết cách để hóa giải, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.